sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Đêm Đen của tác giả nhà văn Nguyễn Thụy Long. Tác phẩm được sáng tác năm 1968. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4. Một bàn tay đặt lên vai Huy. Ngồi một mình hả? Chàng giật mình ngước lên. Phan. Lại thằng Phan. Tại sao hắn biết Huy ngồi đây? Huy chỉ chiếc ghế đối diện. Ngồi chơi. Huy nhận thấy cái mặt Phan bí xị. Tao đi tìm mày suốt mấy ngày hôm nay. Tìm chi vậy? Tìm để rủ mày đi chơi. Huy nghĩ đến cuộc ăn nhậu với bạn. Huy rùng mình. Thôi, tao xin mày. Cái gì vậy? Tao sợ những vụ ăn nhậu với mày lắm rồi. Phan cười lớn, hắn ồn ào. Sợ ăn thịt chó hả? Huy lừ mắt. Mày nhỏ cái miệng lại, đây không phải là quán nhậu. Phan nhìn Huy lạ lùng. Một lát hắn nói. Sao hôm nay mày khó chịu quá vậy? Lại chán đời hả? Huy thấy mình vô lý. Chàng phải làm lành với bạn và nói lãng. Ngồi nghe nhạc, uống cà phê và nghe nhạc, thú vị hơn phải không mày? Phan cười xòa. Tưởng gì, vậy mà mày cũng quan trọng. Huy hỏi bạn. Có chuyện gì lạ không? Tao cố tình đi tìm mày để hỏi ý kiến mày một chuyện này. Cái gì vậy? Khoan đã, tao cần phải uống một ly cà phê. Gọi đi. Phan có vẻ băn khoăn. Huy nhìn bạn dò xét. Lại rắc rối to phải không? Phan gật đầu. Đúng vậy, rắc rối to, không phải thường đâu. Phan móc túi lấy ra một tờ báo. Hắn vạch tờ báo ra chỉ vào một tìm con. Mày đọc đi, rồi tao kể cho mà nghe. Huy chăm chú đọc. Cha mẹ nhắn tin cho đứa con gái bỏ nhà đi. Chết thằng Phan rồi, Huy hỏi. Mày lại quyến rũ con cái nhà người ta phải không? Chỉ tầm bảy. Huy ném tờ báo xuống bàn. Thế cái gì đây? Phan nhăn mặt lắc đầu. Nó theo tao, tao không về. Chắc mày phải có gì với nó. Phan gật đầu. Ừ, ai về là kẹt như vậy? Tao tưởng cũng chỉ qua đường. Đời chiến binh như tao nay đây mai đó, lấy đánh giặc ăn nhậu làm vui. Cách đây khoảng 2 tháng, tao lỡ đụng vào một đứa con gái nhà lành ở Mỹ Tho. Không ngờ nó mắng đến thế. Nó có chữa à? Phan gật đầu. Thế mới bỏ mẹ chứ. Nó hỏi thăm đi tìm tao khắp nơi. Bây giờ bò về đúng hậu cứ. Đón tao ở cổng trại. Tao còn trốn đằng trời nào nữa. Bây giờ cô ta ở đâu? Tao mướn phòng ngủ cho nó ở. Hôm nay đọc báo tao thấy cha mẹ nó nhắn tin. Tao bấn xúc xích lên. Đời tao tàn rồi. Huy nhìn bạn thật lâu, nắm tay bạn. Cô nhỏ ấy người ngợm ra sao? Ít tuổi lắm, mới 17 thôi. Thuộc về loại sinh. Phải cái hơi quê mùa một chút. Mày định chạy làng à? Cái ý nghĩ chạy làng đã có ngay sau khi ngủ với nó. Đời chiến binh mày biết đó. Sống chết không biết lúc nào. Tao nghĩ hưởng thụ được cái gì cứ hưởng rồi quên đi. Thật đểu giả và tàn nhẫn. Phan tròn xoe mắt nhìn Huy. Mày chửi tao đó phải không? Mày lại lên mặt đạo đức. Không phải vậy. Tao chỉ muốn mày không nên phụ rẫy người ta. Nhất là người ta đang mang giọt máu của mày. Phan cười nhạt. Giọt máu? Ăn thua mẹ gì. Tao chưa muốn lấy vợ. Và nhất là lấy vợ một cách lãng nhách như thế này. Tao sẽ cho nó một món tiền rồi đuổi nó về quê với bố mẹ. Nó có phải là điếm không? Phan im lặng một lát, hắn nói. Phải chi nó là điếm thì giải quyết dễ biết mấy. Huy bất ngờ. Bây giờ mày muốn trốn được không? Trốn lên trời à. Tên tuổi tao biết ráo trội rồi. Vậy thì lấy nó đi. Phan chửi thề một câu. Mẹ, vậy thì hận quá. Hận đết chịu được. Ráng mà chịu. Chẳng lẽ tao ngồi giải thích cho mày rằng đời con gái người ta chỉ có một lần. Vân vân và vân vân. Phan nổi khùng. Còn mày thì sao? Tao chưa hề phụ rẫy ai hết. Tao thành thật nói vậy. Tao chỉ bị đào đá thôi. Tao hận chỉ cùng lắm chửi được vài câu cho đỡ buồn. Còn Khánh? Tao không muốn mày nhắc đến cái tên đó nữa. Mày chỉ biết rằng tao bị đá vỡ cả mặt mũi. Phá lấu tan tành xứ quách. Vậy thôi. Tao hận là lẽ dĩ nhiên. Còn tao thiện chí cùng mình. Huy nhấp một hớp cà phê. Mà thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Hãy giải quyết chuyện mày đi. Tao khuyên mày chẳng nên phụ rẫy người ta. Phan ngồi cục mặt lo lắng. Thật ra tao không đến nỗi như vậy.
Nhưng sự sống chết của tao không biết thế nào. Tao lấy nó, con cái đùm đề, rồi ngộ lỡ ra. Đừng lo chuyện ấy, mày hãy làm hết bổn phận đã. Phan gật đầu. Tao chán nản quá. Đôi khi tao muốn yên phận, muốn có vợ có con, sẽ yêu thương người vợ mình hết lòng. Tại sao không làm đi? Phan vẫn cúi đầu, giọng hắn trầm xuống. Được, tao quyết định rồi, tao sẽ lấy nó, tức là tiền dâm hậu thú đó. Phan quăng tờ báo ra bàn. Còn vụ này nữa mới phiền chứ. Nếu mày có thiện chí, tao nghĩ việc đó đâu có khó. Phan lại chửi thề. Mẹ nó, cứ nghĩ đến cái vụ khăn đóng áo dài đi hỏi vợ, tao ớn quá. Nó làm sao á? Mày mắc cỡ à? Phan cười toe. Tao mắc cỡ đó. Ào ào đi rồi vợ chồng vẫn là vợ chồng, phiền bỏ mẹ. Phan bắt tay Huy thật chặt. Thế là xong đời tao rồi. Bây giờ tao bắt đầu có thêm nhiều cái phải lo. Lo gì nữa? Lấy vợ rồi ngủ ngoài đường à? Huy chợt hiểu. À ra vậy. Nhưng không đáng lo lắm. Tao sẽ mất công đi mướn một căn nhà cho mày. Mày cứ lo việc cưới xin cho đàng hoàng đi. Thú thật tao không có tiền. Anh em sẽ mở cho mày một vụ lạc quyên, kẻ ít người nhiều. Phan biểu môi. Tao là ông quan ba dù lận. Quan ba rách như tổ đĩa, ai mà hiểu cho. Mẹ tao cũng không hiểu tại làm sao mà tao cũng làm được tới quan ba. Phan cười ha hả. Tiếng cười của hắn hơi lớn, làm nhiều người trong quán quay lại nhìn. Hắn trợn mắt nhìn lại hất hàm. Nhìn gì vậy? Cái mặt cô hồn đen xì của hắn làm nhiều cậu phát ớn. Họ quay đi. Huy vỗ vai Phan. Sắp có vợ rồi, đứng đắn lên một chút chứ. Mày lại sắp sửa gây lộn rồi. Phan dịu lại, hắn mỉm cười. Tao quên. Phan nhìn đồng hồ. Còn sớm, mày đến chỗ tao, tao giới thiệu vợ cho mày xem. Nó hơi nhà quê một chút, nhưng ngoan, thực thà. Nó cũng có ăn học chứ không đến nỗi dốt đặc đâu. Phan đưa Huy đến một căn phòng khách sạn tận trong ngõ hẻm. Phan gõ cửa, giọng một cô gái miền Nam hỏi vọng ra. Ai đó? Anh đi. Tiếng dép lẹp kẹp mở cửa. Một khuôn mặt xinh xắn ngó ra. Nàng ngó sững Huy. Phan giới thiệu. Một người bạn rất thân của anh. Nàng khẽ gật đầu chào Huy. Nàng mở rộng cánh cửa mời cả hai vào phòng. Ánh điện sáng trong phòng làm Huy nhìn nàng rõ hơn. Nàng xinh nhưng hơi quê mùa, đúng như nhận xét của Phan đã nói với chàng. Nàng rim rúa trong bộ quần áo ngủ thêu hoa tím, cổ áo rìm đăng ten. Phan chỉ một chiếc ghế. Mày ngồi xuống đó đi Huy. Có nước trà không em? Có đó anh, em mới kêu bồi mang lên. Bây giờ Phan mới giới thiệu. Hương, ta đã nói chuyện với mày đó. Hương ngồi cạnh mép giường. Nàng nhìn xuống với vẻ bẽn lẽn. Huy lịch sự. Hân hạnh được biết chị. Đôi mắt Hương ngơ ngác. Nàng xoắn những ngón tay vào nhau. Nàng dạ đều đều những câu hỏi của Huy. Phan ngồi gác chân lên thành ghế hút thuốc lá. Hắn liền đưa thuốc đang cháy xuống sàn. Chán bỏ mẹ. Em chỉ biết dạ suông thôi sao? Hương ngẩng lên, đôi mắt bẹp nhíu lại. Nàng cười ngượng ngập. Em biết nói gì bây giờ? Nàng nhìn thấy điếu thuốc ngung khói ở dưới sàn. Nàng vội tụt xuống nhặt, liệng vào một cái ống nhổ để gần đó. Nàng nói. Em quên mất, không rót nước mời anh Huy. Huy thân mật kéo tay Hương. Em ngồi đây với anh. Hương kêu. Ái, anh kỳ quá. Người nhà mà. Anh nói cho em biết, anh với anh Huy thân nhau lắm. Bạn từ khi mặc quần hỏng đít lận. Anh chết cha chết mẹ rồi nên phải mượn anh Huy làm bậc tiền bối đến để xem mặt em đó. Hương xấu hổ cúi gầm mặt. Nàng nhéo Phan. Anh kỳ quá à. Anh nói thiệt, anh Huy sẽ thay mặt ba má anh đến hỏi cưới em. Phan quay sang Huy. Bố non, cưới con nhỏ này cho con nhé. Huy phì cười. Mày lộn xộn quá. Nói chuyện đứng đắn nào. Còn đứng đắn gì nữa. Tao quyết lấy vợ rồi. Tao nhất định lấy con nhỏ này. Mày coi được không? Nó có yêu tao không? Hỏi lẩn thận. Phan cười giòn ôm chặt lấy Hương hôn lên má nàng. Tối nay anh sẽ ở lại đây. Anh không bỏ em nằm cô đơn cô đo nữa. Hương sung sướng. Nàng quên sự có mặt của Huy. Ngủ một mình em sợ ma quá à. Ban ngày em ra quán ăn cơm xong rồi vội vàng về liền. Em sợ bị bắt. Cái la vô em mang theo hết cả pin mà không dám đi mua. Tội nghiệp em. Từ mai không còn sợ nữa. Mai anh sẽ đưa em đi chơi, mua sắm đồ đạc, rồi chúng mình sửa soạn về quê xin ba má. Nhưng phải để thư thả. Anh xin phép nghỉ cưới vợ đã. Rồi trong khi đó em bị bắt thì sao?
Bố đứa nào cũng không dám bắt em lãnh thưởng. Anh bảo đảm ngày mai anh sẽ đi đánh điện báo tin cho ba má em biết. Câu chuyện giải quyết thật chóng vánh. Huy thấy sự có mặt của mình ở đây trở nên thừa thãi. Chàng đứng dậy. Thôi chào hai người, tôi về. Phan buông Hương ra. Ủa mày về à? Huy đưa tay ra bắt tay Phan. Tao không về ở đây làm gì, bây giờ tao thừa rồi. Phan bắt tay Huy thật chặt. Bây giờ chỉ còn có mày là cô đơn cô đo thôi. Bắt chước tao lấy vợ đi. Phan và Hương đưa Huy xuống tận cầu thang. Huy cảm thấy khoan khoái sau một giấc ngủ dài. Hình như chiều rồi đó. Huy tung chăn, vươn vai ngồi dậy. Chàng xuống đất, ra mở rộng cánh cửa sổ. Trời lành lạnh. Đứng ở cửa sổ khách sạn, Huy có thể nhìn thấy Đà Lạt ở phía dưới. Những mái nhà xám, những đường phố và xe cộ. Nhà bích ở dưới kia, chỉ cách khách sạn một con đường tắt. Tự nhiên Huy thấy lòng mình nôn nóng. Bích chưa biết chàng lên Đà Lạt. Huy nghĩ đến món quà nhỏ chàng mang lên, một con búp bê thật đẹp. Huy ngạc nhiên tại sao chàng vẫn còn nghĩ đến được nhiều thứ thật lẩm cẩm. Huy gắn một điếu thuốc lá lên môi, hơi khói đậm đà sau một giấc ngủ dài. Gió lạnh heo hút thổi qua cửa sổ vào căn phòng xinh xắn. Huy cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng. Chàng bỏ lại tất cả những mệt nhọc chán nản sau một chuyến đi. Chàng không còn nghĩ gì về Sài Gòn. Chàng không muốn nghĩ gì hết. Chỉ lên đây Huy mới tìm thấy sự bình thản cho tâm hồn. Huy quay trở vào. Chàng sờ vào ấm nước trà thấy lạnh ngắt. Huy bấm chuông gọi người bồi. Một lát anh ta trở lên. Huy chỉ vào ấm nước. Cho tôi một ấm trà mới, cho nước nóng tắm nhé. Người bồi sửa lại giường nệm cho thẳng thắn. Nước tắm thì chờ một lát cho nước nóng nhé. Anh bồi lấy cái ấm đi ra. Một lát sau trở lại. Anh ta lân la thăm hỏi. Thầy lên có một mình à? Huy gật đầu. Anh ta hỏi tiếp. Thầy lên chơi? Ừ, sao? Anh ta ậm ờ. Tôi thấy nhiều khách trẻ như thầy từ Sài Gòn lên Đà Lạt nghỉ mát, thường mang theo đào. Vậy hả? Ở một mình buồn chết được. Huy hiểu anh ta muốn nói gì. Huy ngồi xuống ghế rót nước trà. Tôi ở một mình quen rồi. Anh bồi phòng nhẫn nại. Ở đây chúng tôi rất tế nhị. Thầy không cần gọi đến chúng tôi cũng hiểu. Chúng tôi có thể lo cho thầy. Có nhiều hạng tùy túi tiền của thầy. Nói xin lỗi, tôi trông thầy có vẻ dân chơi. Huy nhèo mắt. Vậy hả? Tôi có vẻ dân chơi à? Dạ. Anh bồi phòng nói quanh co một hồi mới vào đề. Gái ở đây có nhiều hạng, sang có, hèn có, tùy thầy. Có thể cú bạc cú hoặc bạc nuy. Huy tức cười vì thấy anh chàng sủa tiếng Tây một thôi một hồi. Chàng cười lớn. Cảm ơn. Anh ta nháy mắt. Ok nhé, tôi đi kêu trước nhé. Tối thầy đi chơi về là có sẵn rồi. Huy đứng dậy ra mặc quần áo. Chàng móc túi đưa cho anh tờ giấy 200. Tôi sẽ ở đây 3 ngày. Công việc mà tôi sẽ nhờ vả anh là khi nào tôi về phải có nước trà, nước nóng để tắm. Chỉ giản dị vậy thôi. Còn ngoài ra tôi không cần gì hết. Kể cả gái. Đúng. Bây giờ anh ra khỏi phòng tắm để tôi tắm. Huy trở vào phòng tắm. Chàng cho nước ấm đầy bồn. Huy nằm ngâm mình. Chàng thấy dễ chịu. Hơi nước ấm làm mạch máu chàng chảy mạnh hơn. Huy khép mắt lại. Sự bình thản tới với Huy. Chàng cảm thấy mình hạnh phúc trong cái hạnh phúc mong manh của cuộc đời. Huy tự hỏi, rồi đây mình sẽ ra sao? Huy không biết, cũng không muốn nghĩ đến. Huy ngạc nhiên khi chàng nằm trong bồn tắm này, chàng mới có dịp nghĩ đến nhiều chuyện. Huy nghĩ đến bạn bè, đến những khuôn mặt chán mứa, những thằng con nít ăn hại đái nát. Huy thở dài. Có lẽ mình quá khó tính. Nhìn thấy bất cứ cái gì chàng cũng có thể bất mãn. Nhất là mấy thằng con nít, mấy đứa nhỏ con. Chúng nó chỉ có cái vỏ bao bọc bằng áo mông ta quy và quần jean. Những đứa con nít Huy gặp trong các vũ trường, các ban, các bâm. Huy không hiểu tại sao chàng lại ghét chúng nó đến thế. Huy nghĩ đến tuổi trẻ của mình. Một tuổi trẻ đầy khổ ải và bất hạnh. Ngày tháng tàn nhẫn đã đi qua tuổi trẻ ấy. Đi qua thân phận những người bạn chàng. Có người đã ngã cục, đã chết thê thảm ở vũng sình lầy nào đó. Huy nghĩ đến thời gian ở trong quân đội của mình. Hình ảnh buổi sáng hôm nào chàng đứng trước cột cờ nghe một bản án, như một tên tử tù trước khi bị trói vào cột hành quyết. Vị chỉ huy trưởng hỏi: anh có điều gì bào chữa không? Huy chán nản lắc đầu. Huy nhìn những người bạn mình. Tôi không có gì nói với các anh hết. Đồ ăn cắp.
Huy nhớ hình ảnh kho nhiên liệu mà chàng đã nằm ở đó suốt 4 năm trời. Chàng như một tên tù, một thằng hủi mà tất cả mọi người đều xa lánh. Bộ quần áo xanh thợ máy của chàng bạc màu và rách nát. Huy cúi đầu yên phận. Chàng ngước lên nhìn một thằng bạn mình mà nay nó đã là một ông quan. Trung úy bắt tôi phải làm gì? Anh lấy xe trắc tưa chở những tấm tôn, những bao xi măng này về nhà tôi. Anh mặc quần thợ máy cảnh vệ không chú ý. Huy nhìn lại người bạn. Tôi đi lính, tôi không đi ăn cắp. Giọng người bạn cũ đanh lại. Mày chửi tao đấy phải không? Cho mày biết, vận mệnh mày ở trong tay tao. Nếu mày không muốn ở đây, tao sẽ đưa mày lên cao nguyên sống với khỉ. Hiểu chưa? Người bạn cũ quay lưng đi. Huy nhặt cây mỏ lết lên gọi giật lại. Này, Bảo đây. Hắn quay lại. Cái gì? Tao sẽ không ở đây, không ở cao nguyên, tao ở Chí Hòa. Huy vung cái mỏ lết lên. Đối thủ không còn kịp kêu một tiếng, ngã đổ gục xuống. Một dòng máu ở đầu ứa ra. Huy ném mỏ lết xuống đất, đá hất người bạn cũ nằm ngửa ra, nhìn vào cái mặt đó, nhổ một bãi nước bọt. Khốn nạn. Huy quay lưng bỏ đi. Hình ảnh cũ hiện ra trong đầu Huy thật rõ. Em, chưa bao giờ anh kể em nghe những chuyện đó. Em chưa từng nhìn thấy dĩ vãng của anh. Anh thế đó. Đôi khi anh bạo tàn như một con thú. Huy nghĩ đến Bích, đến tuổi trẻ tươi mát của nàng. Anh đã tới, tới rất gần em trong tự do. Hai tay không mang xiềng xích như khi bước chân lên cửa tòa án. Khi cúi đầu xuống nhận lãnh số phận. Khi ngước mặt lên nhìn đời. Huy sờ tay vào bồn nước lạnh giá. Chàng nhìn buồn tắm xinh xắn. Huy đang ngâm mình trong nước ấm. Chàng tới đây, dừng lại đây như một phép lạ. Dĩ vãng diễn qua đầu Huy thật nhanh. Những niềm tủi nhục đó bình thản hiện diện trong ký ức chàng. Không có gì để giấu giếm. Chàng đã suy nghĩ thật kỹ. Anh cũng sẽ nói với em như vậy. Anh cũng chẳng có gì để tự mãn. Mùa xuân đã đi qua rồi đó. Huy nghe tiếng máy phóng thanh quang quang ngoài khu chợ Hòa Bình. Chiều rồi, Huy cần phải xuống phố. Huy kéo cái phẹt mơ tuya để gió lạnh không lùa vào người. Chiếc áo blue dông của Huy không đủ ấm. Huy đứng ở cửa khách sạn nhìn xuống khu phố dưới. Bầu trời như thấp hẳn xuống. Mưa bụi bay bay làm thành phố mờ đi trong cái sinh hoạt âm thầm. Những xe cộ, những bóng người di chuyển như sau một tấm kính mờ vĩ đại. Huy giơ tay hứng bụi mưa. Không cần phải mặc áo mưa, chỉ là những bụi nước. Huy gắn một điếu thuốc lá lên môi. Hôm nay chàng đã hút quá nhiều thuốc. Không khí này, không khí thật lý tưởng. Huy thèm một ly cà phê sánh đặc, thèm nghe một bản nhạc hay. Please love me. Huy mỉm cười, chàng thật lãng mạn. Huy thọc tay vào túi áo, đi xuống một con dốc. Huy đi qua khu Hòa Bình, không có Bích ở đó. Huy vào quán cà phê. Chàng cảm thấy thú vị khi được ngồi yên lặng trong một xó. Chàng ngồi nhìn những người khác vào ra. Một vài khuôn mặt quen thuộc Huy từng gặp ở Sài Gòn. Một cặp vợ chồng mới cưới lên hưởng tuần trăng mật. Họ ngồi sát bên nhau, nghe nhìn thấy hạnh phúc. Có lẽ họ không nhận ra Huy. Mấy ngày trước đây Huy đi dự đám cưới của họ. Hôm đó cô dâu mặc chiếc áo màu hoa đào đẹp lộng lẫy. Huy nghe thấy tiếng người vợ hỏi. Anh thích nghe bản nhạc nào ở đây? Người chồng nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của vợ, nhả một hơi thuốc. Smoke gets in your eyes. Nụ cười của người vợ thật tươi. Anh yêu cầu đi. Người chồng ghi tên bản nhạc vào một mảnh giấy nhỏ. Yêu cầu nhạc quê quá, nhưng chắc người ta cũng không phiền trách mình. Huy nhìn hạnh phúc đó, chàng thấy lòng mình vui vui. Chàng trả tiền đứng dậy. Khi đi qua hai người, chàng cố nhìn chỗ khác để họ khỏi nhận ra chàng. Có lẽ giờ này Bích ở nhà, Huy nghĩ vậy. Rời khu chợ, Huy đi vào một con hẻm. Nhà Bích ở đó. Chiếc cửa ra vào đóng kín. Tự nhiên Huy thấy hồi hộp. Chàng nghe tiếng nhạc từ trong vọng ra, bài Biển Nhớ. Thời gian như lắng động lại. Chàng nghĩ không thể quên được giây phút này. Chàng nhìn ra ngoài mưa bụi. Chàng nghĩ đến những bức thư của Bích, những ao ước nhỏ bé của nàng. Căn nhà cửa đóng kín, có hai người ngồi đó. Huy giơ tay lên gõ cửa. Có tiếng dép đi ra. Ai đó? Huy im lặng. Tiếng Bích. Chàng mỉm cười không trả lời. Ai đó? Mở cửa ra thì biết. Cánh cửa mở hé hé. Khuôn mặt của Bích. Anh Huy. Huy mỉm cười. Bích tiếu tích hỏi.
Anh lên bao giờ thế? Huy bước vào nhà. Mới lên. Không, lên từ lúc 12 giờ trưa, nhưng ngủ một giấc bây giờ mới dậy. Đĩa hát hết tua, Huy tự nhiên chàng tới chiếc máy để lại đĩa nhạc từ đầu. Bài Biển Nhớ em biết không hay chứ? Dạ hay. Huy trở lại ghế salon. Bích đã rót một tách trà nóng. Nàng ngồi chiếc ghế đối diện Huy. Anh lên có việc gì không? Dĩ nhiên có việc, nhưng khoan đã, mình nói chuyện về bản nhạc này. Có gì nói đâu. Có chứ, anh thích lời của bản nhạc này. Thích nhất câu mắt đêm đèn vàng. Anh thấy tuyệt diệu và anh sẽ nhớ mãi bản nhạc này. Kỷ niệm mà. Kỷ niệm gì hả anh? Ngày hôm nay. Ngày hôm nay ý hả? Ngày anh lên thăm em, vừa bước chân vào cửa đã được nghe. Bích cười xòa. Tưởng gì anh quan trọng thế sao? Huy ngồi ngửa người ra từ ghế. Chàng lại hút một điếu thuốc. Anh chán Sài Gòn, anh bò lên Đà Lạt chơi, và cũng vì những bức thư của em. Những bức thư của em không có gì hay ho hết. Em nghĩ sao viết vậy? Huy chợt hỏi. Mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ? 5-7 tháng gì đó. 8 tháng 17 ngày. Bích nhíu mắt. Sao anh nhớ hay quá vậy? Phải nhớ chứ, làm sao quên được. Nhớ để còn trả thù. Bích kêu lên. Anh trả thù em ấy à? Chứ sao. Em có làm gì xúc phạm đến anh đâu. Có. Em cậy em đẹp, em bắt nạt anh. Đâu có, em mà đẹp nổi gì. Huy cười. Em đã bóp hầu bóp cổ anh, và anh đã thề rằng mối thù này phải trả bằng được. Bích lắc đầu thè lưỡi. Anh nói thấy ghê quá à. Huy nhìn thẳng vào mặt nàng, tủm tỉm cười. Em còn nhớ em bóp hầu bóp cổ anh ra sao không? Bích cũng tủm tỉm cười. Hai má nàng hồng lên. Anh nói em nghe coi. Em nhớ hôm em bán cho anh chiếc thuyền không? Nhớ chứ. Nhưng làm sao? Em nhớ bán cho anh giá bao nhiêu không? Bích lắc đầu. Chịu, ai mà nhớ được của nợ ấy. Anh thì nhớ. Em đã bán cho anh giá 550. 550? Sao mà mắc quá vậy? Ấy, bởi vậy anh mới thù. Trong khi ở nơi khác người ta bán đến 300 là cùng. Em thấy anh khách miệng sôi lên. Em mặc sức bóp hầu bóp cổ, mặc sức chém. Khi anh biết ra thì muộn rồi. Không lẽ anh trở lại gây sự với em? Anh thù, anh nhất định làm quen với em bằng được. Bích cười khúc khích. Ai bảo dạy, người ta con nhà buôn mà. Bởi vậy, vỏ quýt dày mới có móng tay nhọn. Suốt mấy ngày anh ở Đà Lạt, bao nhiêu tiền anh bỏ ra mua hàng ở hàng em, cho em mặc sức chém. Thiếu tiền, anh đi vay của bạn ở trên này. Bích giơ một ngón tay lên đe. Cái anh này ghê thật. Anh thâm hiểm độc địa một cây, anh chẳng cù lần một tí nào cả. Thì ra anh nhất định trả thù bằng cách làm quen với em, thỉnh thoảng viết thư lên ra cái điều đàn anh mắng mỏ người ta. Bây giờ mới biết cái mặt anh, trong cái mặt hiền khô mà ghê thật thôi. Biết thì em chẳng thèm hứa viết thư trả lời anh. Huy chỉ ngồi tủm tỉm cười. Chưa hết đâu, mối thù còn phải trả nữa. Thôi nhé, van ông đó. Biết ông ghê gớm rồi. Anh vừa vừa chứ. Anh ghê gớm quá, không ai dám. Bích giơ tay che miệng. Huy vẫn tủm tỉm cười. Không ai dám lấy anh phải không? Mặt Bích đỏ lên. Xin lỗi, em đâu có định nói thế. Nhưng em đã nói rồi. Bích nhìn thấy tách nước còn để nguyên. Anh, kìa, anh uống đi chứ, nguội hết rồi. Huy bưng tách nước lên uống từng hớp nhỏ. Chàng nhìn quanh phòng khách. Căn phòng ấm cúng nhỉ. Trong 8 tháng trời quen em, anh đã lên đây tới 3 lần, cũng ngồi ở chỗ này, không có gì thay đổi cả. Đời sống em vẫn bình thường. Huy đặt tách nước xuống bàn. Người yêu em thường tới thăm không? Bích tròn xoe mắt. Người yêu nào? Huy ra vẻ ngạc nhiên. Em chưa có người yêu sao? Bích lắc đầu quậy quậy. Làm gì có, anh chỉ được cái nói bậy. Ai nói với anh vậy? Anh đoán là em có người yêu rồi chứ. Bích cãi lấy cãi để. Anh đoán mò luôn, em xin thề là không có gì hết. Chắc chứ? Chắc chắn, em nói dối anh làm gì? Huy gắn một điếu thuốc lá lên môi. Tại trong thơ hỏi không tiện nên anh đoán mò. Không có người yêu thì thôi, gớm, chưa chi đã nổi cơn tâm bành, gân cổ lên cãi rồi. Và lại anh nghĩ em đẹp thế, suốt ngày bày tủ kính như búp bê Nhật,
thiếu gì người để ý. Bích lườm Huy, anh thật kỳ cục. Bây giờ xin lỗi được không? Bích phụng phịu, mái tóc nàng rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Huy vẫn tủm tỉm cười, chàng thấy mình cũng ghê gớm thật. Bây giờ chàng biết chắc chắn rằng chàng đã tiến thêm được một bước nữa. Chợt Bích ngẩng lên hỏi, à, trong thư anh viết anh nói anh muốn lấy vợ, ai đấy anh? Huy bình thản, à, cũng định thế. Mới định thế thôi à? Huy khẽ gật đầu. Anh chán cái đời sống cô đơn rồi, muốn cưới một người vợ và anh sẽ yêu thương người đó trọn đời. Anh hứa chắc như vậy. Hiện giờ anh để ý đến cô nào chưa? Huy nhìn thẳng vào mắt Bích, gật đầu. Huy nhìn thấy sự bối rối trên mặt nàng. Nàng lại nhìn vào ly nước, giọng nàng không mấy bình tĩnh. Anh uống nước đi. Huy bình thản nhấc tách nước đưa lên miệng. Nước lạnh quá rồi. Để em đi rót ly khác. Huy chặn lại. Thôi khỏi. Em bận gì không? Bích nhìn đồng hồ. Chưa tối, em chưa phải ra cửa hàng. Huy đứng dậy đi quanh căn phòng. Chàng hé cửa nhìn ra ngoài trời. Trời vẫn mưa, đẹp quá, y như những bức thư em đã tả. Chàng trở vào, chàng ngồi xuống ghế, chàng quan sát Bích. Chàng tự nhủ mình phải khéo léo lắm mới được. Chưa bao giờ Huy thấy mình tự tin như lúc này. Bích chợt ngẩng lên. Cô nào đó anh? Người ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt? Đúng. Bích ngỡ ngàng, nàng thêm bối rối. Anh nhất định làm rể Đà Lạt. Đúng, rể nhà này. Bích tròn mắt nhìn sững Huy, tay nàng bấu chặt lấy thành ghế. Một lát nàng bật nói. Đừng đùa dai anh. Tim Huy đập mạnh, chàng biết chắc chỉ một chút không khéo léo chàng sẽ thất bại. Thất bại cay đắng. Một lời đã nói ra rồi. Huy nhìn thẳng vào mắt Bích, nhìn thẳng vào sự ngạc nhiên sững sờ của nàng. Nét mặt Huy thay đổi nghiêm nghị và thẳng thắn. Anh không đùa. Hãy nhìn thẳng vào mắt của anh đi. Sự thật ở đó. Huy nhìn thấy những ngón tay Bích bấu chặt ở mép ghế, nới lỏng dần. Những ngón tay đó hình như run run. Giọng nàng mất vẻ tự nhiên. Anh, sao anh độc đoán quá vậy? Sao anh dám? Anh đã suy nghĩ kỹ. Tin anh không? Bích thẫn thờ. Một câu hỏi nhắc lại của Huy đanh hơn. Tin anh không? Bích gật đầu. Đôi mắt đẹp nàng chớp nhẹ và miệng chợt mỉm cười. Bích chợt thấy mình nhỏ bé trước người con trai này. Nàng bất lực vì đôi mắt nhìn như thôi miên kia, giọng nói đó. Huy đó, Huy của những bức thư, của sự ngang tàn bướng bỉnh. Và bây giờ chàng đã nói. Bích gật đầu. Nàng chỉ biết gật đầu. Em tin anh, tin anh. Em giúp gì được anh, em chỉ còn biết tin cậy. Huy đẩy tách nước trà sang phía Bích. Em uống đi, làm gì mà run quá vậy? Bích ngượng ngập nhìn Huy. Nàng nâng tách nước lên, những ngón tay nàng sờ vào men tách, nhưng không còn cảm giác. Nàng không thể uống được. Không hiểu tại sao nàng lại run quá. Ly nước sóng sánh, Bích phải bưng bằng hai tay. Bích bật đứng dậy. Em rót ly nước khác cho anh. Uống đi đã nào. Giọng Huy dịu lại. Bích uống một hơi hết. Nàng chạy vào trong nhà. Nàng vịn vào mép bàn. Căn nhà vắng vẻ quá. Bích thở. Nàng nghe rõ hơi thở của mình. Mình phải làm sao? Bích chặn tay lên ngực. Nàng thấy mình lật đật vụng về làm sao. Ở ngoài nhà Huy đã thay một đĩa nhạc khác. Bích trở ra, Huy đang đứng chống tay vào cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Chàng quay nhìn lại. Mưa bụi giăng kín bầu trời Đà Lạt. Tự dưng Huy muốn ra ngoài kia, đi dưới trời mưa ấy, đi cho nước mưa làm ướt mặt mình. Âm thầm hưởng chút hạnh phúc mong manh vừa dậy lên trong lòng mình. Buổi chiều đó thật đẹp phải không em? Cũng những ngày mưa bụi và rét mướt như thế này, những buổi chiều đi học về thời thơ ấu ở Hà Nội. Huy đút tay vào túi quần tay, đi dọc theo đại lộ Đồng Khánh về mạn chợ Hôm. Khi đến trước vườn hoa Mê Linh, Huy băng sang đường. Chàng phải dừng lại trước thùng lạc rang của vợ chồng ông Tàu già. Một đồng bạc một gói lạc rang ướp húng liều béo ngậy. Huy có thể yên trí đi bộ về tới nhà, thả hồn mặc cho sự suy nghĩ vẩn vơ. Huy có cái hành diện của một cậu học sinh đệ tứ trường Chu Văn An. Chàng tưởng tượng đến những tà áo xanh lam, những tiếng nói chuyện ríu rít của mấy cô nữ sinh trương vương lớp đàn em. Huy thấy mình hách ra phết. Mình đã có quyền tưởng tượng đến một người yêu nào đó, một người yêu bé nhỏ mặc áo dài xanh lam.
Cô bé láng giềng thỉnh thoảng lại mang cuốn vở sang nhờ Huy giải dùm một bài đại số. Huy sung sướng khi nhìn thấy sự cảm phục trong đôi mắt đẹp của cô bé lớp đệ thất. Chắc lâu lắm em mới học tới lớp anh, em dốt quá, em chỉ sợ phải ở lại lớp thôi. Những ngày tháng đó thật êm đềm trôi trong những cơn mưa ngâu Hà Nội. Buổi chiều nay Huy lại chợt nghĩ đến, chợt muốn đi lang thang. Bích đứng đó, nàng đứng cạnh chàng. Anh nghĩ gì thế anh? Nghĩ đến những ngày mưa ngâu ở Hà Nội. Hà Nội đẹp lắm phải không anh? Đẹp như Đà Lạt. Bích cười nhạt. Ở xa Đà Lạt, anh nhìn vào sẽ thấy đẹp lắm. Sẽ thấy Đà Lạt là một thành phố thiên đàng, như anh thường viết trong thư. Nhưng khi anh tới gần, thật gần, anh sẽ thấy khác. Anh hiểu, thành phố này nhỏ bé lắm, sẽ không có gì giấu được hết. Ai yêu nhau, ai có cái gì người ta cũng biết. Rồi đây chuyện chúng mình người ta cũng biết. Em thấy lo lắng, sẽ có những đôi mắt tị hiềm ganh ghét nhìn anh. Huy nhìn thẳng vào mặt Bích. Anh bất chấp. Dĩ nhiên rồi, em cũng bất chấp. Huy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bích. Chàng im lặng. Chàng nhìn ra ngoài mưa, chàng lại nghĩ đến những con đường trên đồi thông. Muộn rồi, anh phải về. Bích khẽ gật đầu. Anh đi đâu? Đi chơi một mình. Bích cười. Anh lại lãng mạn rồi. Anh quên mất, còn một món quà anh tặng em, mai anh mang tới. Bích tiễn Huy ra khỏi cửa. Huy nhìn con hẻm, nhìn Đà Lạt ở dưới kia. Thành phố bắt đầu lên đèn, trời lạnh hơn, sương mù xuống dày đặc. Mình đã dừng lại ở đây, Huy nhủ thầm. Anh đã quyết định rồi, ngày mai sẽ ra sao? Huy nghe tiếng bước chân mình đi trên hè phố. Chàng ngửa mặt nhìn những hạt mưa nhỏ lăn tăn rơi vang vác qua ánh đèn đường. 1, 2, 3. Chỉ mới có 3 thằng thôi sao? Còn thiếu thằng Bình. Huy nói với hai người bạn. Chàng nhìn đồng hồ. 9 giờ tối rồi. Nó không đến vậy là nó mắc kẹt hay đã chết rồi. Phan và Đức im lặng. Một lát Đức lên tiếng. Nếu ông Bình còn sống mắc kẹt đâu đó, chắc chắn nó nghĩ đến chúng mình nhiều lắm. Đã 10 năm nay rồi, như thông lệ đã hẹn ước, 4 thằng phải gặp nhau đúng 8 giờ tối ngày 30 Tết tại quán cà phê của cô Chi. Nếu còn sống, dù ở xa, xa xôi đến đâu cũng phải về, phải ngồi uống với nhau ly cà phê ở quán cô Chi này. Thời gian chậm chạp trôi, 3 người bạn ngồi ngóng ra đường, Bình vẫn không đến. Cả 3 đều nghĩ đến hắn thật trọn vẹn. Đức nóng ruột. Chúng mày nhận được tin tức gì của nó không? Phan và Huy đều lắc đầu. Phan nói. Hồi giữa năm tao có nhận được của nó một bức thư. Nó ở biệt động quân, mãi tận Quảng Trị lận. Mày nghĩ xem nó có thể chết được không? Huy kêu lên. Chết? Mày nói có ghê quá. Biết đâu được. Những mẩu thuốc thừa đầy ấp trong cái gạt tàn. 3 ly cà phê nguội tanh nguội ngắt. Không còn ai buồn uống. Huy chợt hỏi. Sau khi đón giao thừa mình có nên đến nhà nó không? Phan phản đối. Không nên, lỡ ra gặp tin buồn thì sao? Đức lầm lì, hắn hút thuốc lá liên miên. Những nếp nhăn ở trán hắn nhăn lại. Huy nghĩ đến Bình thật trọn vẹn. Chàng nghĩ, có lẽ không một người yêu nào có thể nghĩ đến Bình như bây giờ. Có thể Bình đã về tới Sài Gòn. Hắn đang hối hả chạy đến quán cà phê này. Có thể hắn đang dự một cuộc hành quân nào đó. Hắn đang bắn súng, đang la hét, hoặc vừa gục ngã. Ô, Bình không thể chết. Mày là thằng nhỏ tuổi nhất bọn. Mày chưa hưởng được gì hết. Chưa một ngày sung sướng từ khi bọn mình chơi với nhau. Huy nghĩ đến những ngày mưa kỷ niệm. Bình co ro trong chiếc áo mưa bằng vải ni lông xám, ôm từng sấp báo bỏ mối từng nhà. Hắn đó, tuổi trẻ của hắn, người mẹ lam lũ với gánh bún riêu để nuôi lũ em nhỏ. Bình chưa từng được hưởng một ngày sung sướng, chưa có một người yêu. Hắn thật thà nói với các bạn. Nhiều khi tao cũng nghĩ đến, nhưng rồi tao phải quên ngay. Có người yêu tốn lắm phải không chúng mày? Bình thực tế, hắn nghĩ đến món tiền kiếm được với lương thiếu úy. Món tiền đó sẽ đưa về nhà. Người mẹ già cầm mấy ngàn bạc của đứa con sung sướng. Mẹ sẽ làm một lọ ruốc cho con mang đi. Con thích ăn cơm với ruốc. Không mẹ, con chỉ cần một dúm muối vừng thôi. Bình đã nghĩ đến những đứa em thơ dại, những bộ quần áo, những quyển sách vở cho em. Hắn hy sinh tất cả, hy sinh cả tình yêu mà đáng lẽ hắn được hưởng. Hắn không hút một điếu thuốc.
Một năm một lần, hắn ngồi uống cà phê với các bạn, nhấm nháp hương vị vừa thơm tho vừa ngọt đắng. Hắn thật thà, lúc nào cũng thật thà. Lính nó chê tao kẹo, tao cụ lần, tao khi người. Chúng mày biết bọn bị đồng quân uống rượu dễ sợ. Đôi khi tao cũng muốn vui với chúng nó, nhưng chẳng lẽ lại để cho chúng nó bao mình hoài. Bình buồn bã. Tao lo lắm. Tao không là bạn nhậu với chúng, khi nguy hiểm chúng bỏ mặt mình chết. Vậy tại sao mày không nhậu với chúng? Bình nhăn mặt. Tiền đâu? Lương tao phải đưa về nhà cho bà cụ và các em. Huy và hai bạn hiểu nổi khó khăn của Bình, họ thương bạn hơn. Giao thừa năm ngoái, Bình còn ngồi đây. Hắn ngồi dựa lưng vào tường, vụng về hút điếu thuốc lá. Hắn kể chuyện những trận đánh Đồng Xoài, Ba Già, Đắc Tô, Lê Me. Hắn tự mãn. Tao vẫn chưa bị thương lần nào. Sống qua khỏi cuộc chiến này tao sẽ là gì, mày biết không? Hắn không chờ các bạn hỏi, hắn tiếp. Tao sẽ lên tướng lận, công trận nhiều quá mà. Bình cũng là nhà binh như Phan, nhưng hai đứa khác hẳn nhau. Phan phá phách bê bối, trai gái đĩ điếm đủ trò. Bây giờ thì Phan yên phận rồi, hắn đã có vợ, có đứa con đầu lòng. Tao thương vợ thương quá đi. Vợ tao là một đàn bà hoàn toàn. Mày biết không, một hôm tao uống rượu say mềm, về nhà đánh vợ một trận ninh thân. Tao sai biết mẹ gì đâu. Khi tao tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, vợ săn sóc từng ly từng tí. Mặt nó sưng húp vì bị tao đấm. Nó tuyệt nhiên không giận tao. Tao cảm động quá. Tao ôm nó khóc như đàn bà. Nó cũng khóc luôn. Trời ơi, cảm động cốc chịu được. Yêu cốc chịu được. Tao bèn hứa tùm lum là không uống rượu nữa. Bây giờ tao là người hoàn toàn bạc phe. Huy nhìn thấy sự sung sướng trong mắt bạn. Phan tiếp. Mãi bây giờ tao mới tìm thấy hạnh phúc. Khi thấy hạnh phúc tao lại lo lắng, không biết mình sẽ được hưởng hạnh phúc đó trong bao lâu. Pháo nổ vang ngoài đường, mùi khói pháo khét lẹt. Phan hít hít. Đúng là mùi thuốc súng. Năm nay họ lấy thuốc súng làm pháo nhiều. Đức nói. Năm nay người ta đốt pháo nhiều. Thiên hạ giàu có dữ. Họ đốt tiền không biết tiếc. Khách hàng một lúc một đông. Có người nghịch ngợm đốt pháo ngay trong quán. Chị Chi khó tính nhưng không giận. Chị vẫn cười toe toét. Chị hãnh diện vì nhìn thấy đông đủ mặt khách hàng quen thuộc. Chị hỏi thăm hết người này đến người khác. Tới bàn Huy chị hỏi. Sao chỉ có ba người? Đức ngẩng lên. Một đứa chưa về. Hình như chị Chi nhận thấy sự lo lắng trên mặt ba người. Cậu Bình phải không? Dạ. Cậu ấy là bị đóng quân. Dạ. Chị nhìn ra ngoài đường. Còn sớm mà, bây giờ chưa đến giao thừa. Ba người ngồi im lặng. Chị Chi nói sang chuyện khác. Năm nay các cậu đi đón giao thừa ở đâu? Vẫn ở đền thờ Đức Thánh Trần. Chị Chi cười. Đều đặn quá nhỉ. Bao nhiêu năm nay rồi? Huy buồn bã buộc miệng nói. Thiếu thằng Bình. Đức nói liều. Chắc nó chết rồi. Chị Chi la lên. Chị nói bậy. Phan chợt vui. Chị ỉa vào mồm vào miệng nó cho tôi. Ba đứa cười hăng hắc. Chị vui lây. Năm nay có thêm cậu nào cho tôi ăn cổ không? Phan chỉ Huy. Thằng Huy. Thật hả cậu Huy? Thật chứ, nói láo làm gì? Chị Chi chạy tới quầy lấy hộp thuốc lá 3 số 5. Thưởng cậu một điếu. Phan chìa tay ra. Em một điếu nữa chứ. Chị Chi đập vào tay Phan. Cậu có vợ rồi, tôi thưởng hôm trước rồi còn gì. Phan tiếu. Em sắp lấy vợ nữa, vợ bé. Chị Chi lườm Phan. Đừng nham nhở, ăn với nói cái đồ ôn dịch. Đức chìa tay ra. Em nữa chị, em cũng sắp lấy vợ. Thôi đi cậu, cậu đánh lừa tôi để hút thuốc lá bao nhiêu lần rồi. Không đâu, lần này thật mà. Em nói láo cho chị ỉa đá vào đầu em đi. Chị Chi giãy nảy lên. Gớm cái cậu này, chỉ được cái nói bậy là không ai bằng. Cả bọn phút chốc quên nỗi buồn. Huy không còn nhớ mình uống cà phê quán này từ bao nhiêu năm nay nữa. Chàng chỉ biết khi quán mở cửa lần đầu là đã có chàng tới. Chị Chi là một người đàn bà đứng tuổi. Bao giờ Huy cũng như các người khách hàng khác đều thấy chị ở một mình. Chị thường hay nói đến đứa con trai chị du học tận bên Pháp. Thỉnh thoảng em nó vẫn gửi thư về. Chị Chi thường nói vậy. Những hôm quán ít khách, chị Chi vừa pha cà phê vừa nói chuyện. Chị coi tất cả những người khách tới đây thường xuyên đều như người nhà. Chị nghe chuyện và biết tâm sự của mọi người. Ai còn độc thân, ai có vợ,
gia cảnh ra sao, chị đều biết và có thể nhắc lại, hoặc có lời an ủi như một người chị ruột. Nếu tất cả các khách hàng đều quý mến chị. Trong số những người uống cà phê, có người đi lính và có người đã chết trận. Chị Chi ngậm ngùi, chị nói với các khách hàng khác. Tội nghiệp cậu ấy còn trẻ quá, người thật hiền lành. Hôm trước nghỉ phép cậu ấy đến ngay đây uống cà phê. Cậu ta có một cô bồ thiệt là đẹp. Hồi cậu ấy đi học Thủ Đức, tuần nào cũng nhắn về nhờ tôi pha cà phê cho vào túi ni lông gửi lên đó. Chị Chi nhắc đến những khách hàng vắng mặt, vừa ngậm ngùi vừa hãnh diện. Những khách hàng quý mến chị, coi chị như một người chị cả. Biết tính chị Chi khó tính và rất sạch sẽ. Bàn ghế ly tách và tất cả mọi thứ ở cửa hàng này đều sạch, mặc dầu cũ kỹ. Quán cà phê bán hàng có giờ, khách tới muộn ráng mà về. Gần tới giờ chị mời khách sửa soạn trước. Không ai có thì giờ đâu mà hầu các ông được, người ta còn phải ăn phải ngủ chứ. Không ai nỡ giận chị Chi. Những tiếng pháo nổ không ngớt, khói pháo thoang thoảng. Phan, Huy, Đức ngồi nhìn nhau. Ly cà phê nguội tanh nguội ngắt, không ai còn buồn uống nữa. Tất cả nghĩ đến Bình, đến người bạn hiền lành. Có chuyện gì xảy ra cho hắn? Mọi năm bao giờ hắn cũng là người đến quán này sớm nhất. Từ 7 giờ tối, Huy len lén nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ hơn rồi, chỉ còn 45 phút chờ đợi nữa. Huy rùng mình nghĩ đến lời giao ước. Tới giao thừa, một trong bốn thằng mà không đến coi như đã chết hoặc bị tai nạn nào khủng khiếp lắm. Ba người ngồi nhìn nhau, cùng chung một tâm trạng, cùng hướng về Bình. Đức chợt nói. Có chuyện gì đây? Thằng đó không bao giờ sai hẹn, cả bọn mình nữa, chưa thằng nào sai hẹn hết. Tao còn nhớ ngày thằng Huy còn ở tù đêm 30, tao, Phan và Bình cũng ngồi chờ như thế này. Ba đứa đêm hôm đó buồn lắm, chúng tao nghĩ mày đã bỏ xác ở đâu. Một năm sau, Huy nhớ như in. Đúng hôm 30 Tết, Huy ra khỏi khám đường. Người gầy xanh xao, quần áo rách rưới. Chàng bước vào quán trong tiếng reo thảng thốt của ba người. Huy muốn khóc khi nhìn thấy các bạn, chàng nghẹn ngào. Tao còn sống, tao về với chúng mày đây. Tao chắc chỉ còn chúng mày đón tao, chờ tao, mong tao. Họ hàng tao coi tao như một tên hủi, một thằng khốn nạn. Đêm hôm đó Huy vui, cha lại được nhìn tràng pháo nổ vang lúc giao thừa ở đền Đức Thánh Trần. Những người thân thiết hơn ruột thịt đứng vây quanh. Kim đồng hồ nhích chậm chạp, tiếng nói của Đức cứng lại lạnh lùng. Còn 10 phút nữa giao thừa, thằng Bình coi như đã chết rồi. Cả bọn đứng dậy bước ra khỏi quán. Đêm lạnh, tiếng pháo vang rền khắp nơi. Huy thấy nhói lên trong tim. Chàng hỏi ý kiến hai bạn. Sau khi đón giao thừa, mình có nên đến nhà Bình không? Phan và Đức cương quyết lắc đầu. Không, chỉ thêm buồn, vô ích. Đường phố mỗi lúc một thêm đông đảo người qua lại. Những bộ quần áo sang trọng, những cặp vợ chồng đi bên nhau âu yếm. Đền thờ Đức Thánh Trần sáng rực đèn. Từ ngoài cửa đi vào, ăn mày ngồi chen nhau hai bên lối đi. Bánh pháo dài thầm thượt treo từ trên ngọn cây thả chấm đến sân. Vừa bước chân đến đền thờ, Huy đã ngửi thấy mùi nhang thơm ngát, tiếng chiên trống, tiếng nói chuyện ồn ào. Phía trong đền chật cứng người xin xăm, tiếng những thanh gỗ tre kêu lóc xóc trong bình. Phan, Huy, Đức đứng lại ngoài sân. Cả ba không còn ai nói đến Bình, tuyệt đối không nói đến, nhưng không thể quên được hắn. Năm ngoái hắn còn đứng đây ngượng ngùng trong bộ đồ vest xám trông như chú rể mới. Chính hắn đã nói: không biết giao thừa năm tới mình còn gặp nhau không, thời thế này không biết sao mà lường trước được. Hắn nhìn vào mặt từng người bạn. Có thể tao, mày, thằng này, thằng kia vắng mặt. Lời nói còn đó, bây giờ thì chỉ còn lại ba người. Phan chợt nói: lát giao thừa xong chúng mày về nhà tao xong đất và lì xì cho con tao. Tao là thằng có vợ, trước hết tao phải được ưu tiên. Đồng ý. Phan nhìn Huy. Còn mày nữa, năm tới lấy vợ đi, mày đã có người yêu rồi đó. Xong rồi, tao sẽ cố gắng. Cố gắng cái mẹ gì? Bích muốn để 2 năm nữa, nó phải học thêm. Nhưng tao cô đơn quá rồi, kỳ này lên tao sẽ năn nỉ. Bao giờ lên? Mồng 3 Tết. Đức cười. Mày thật cúc cung tận tụy. Thôi được, vậy cũng xong. Chú mày có đồng ý rằng khi con người ta giang hồ chán chê rồi mới lấy vợ
thì sẽ yêu con kinh khủng không? Phan cướp lời. Tao đồng ý hoàn toàn. Kinh nghiệm bản thân tao đây này. Khi tao nhận lời lấy vợ, tao nghĩ đời mình tàn rồi. Vậy mà bây giờ tao yêu vợ yêu con ra rít, đố thằng nào còn rủ được tao đi chơi bời rượu chè. Đức nhún vai. Còn tao, tao chưa hề nghĩ đến chuyện lấy vợ. Đêm nào tao cũng đánh bạc đều đều. Huy nói. Nếu mày lấy vợ, mày sẽ bỏ được tật ấy. Đức chửi ôm lên. Tiên sư hai đứa chúng mày, đồ quỷ sa tăng quyến rũ ông. Không dễ đâu các con ạ. Giáo thưa. Tiếng nói bật lên từ miệng mọi người. Pháo nổ rang bốn phía. Ông Từ ở đền Đức Thánh Trần châm ngọn lửa vào dây pháo. Tiếng nổ chát chúa. Huy gắn một điếu thuốc lá lên môi. Chàng nhả một hơi thuốc đầu tiên đón mừng năm mới. Huy chợt nhớ đến Bích, nghĩ trọn vẹn về nàng. Giờ phút này nàng đang làm gì? Chắc chắn nàng đang nghĩ đến mình. Huy thấy lòng mình ấm lại. Hình ảnh Bích phóng lớn trong đầu chàng. 3 hôm nữa anh sẽ lên với em. Rồi giao thừa năm tới mình sẽ đứng ở đây. Em vĩnh viễn trong vòng tay anh, không bao giờ còn xa cách nữa. Anh đã tìm thấy niềm ước vọng. Anh đã bắt được bướm hạnh phúc. Huy chợt trở nên mơ mộng. Chàng như sống lại tuổi 18 đôi mươi, thuở của 10 năm trước, lần đầu tiên biết yêu. Cũng nôn nao ấy, cũng những ước vọng ấy, bây giờ chúng trở lại nguyên vẹn trong đầu Huy. Em biết không, khi vòng tay anh ôm em, anh đã từng ôm bao nhiêu người đàn bà, con gái khác. Anh không chối cãi điều đó. Nhưng bây giờ anh không còn gọi đến tên họ nữa. Những kẻ tình phụ, những kẻ đã từng chê anh nghèo khó, họ đã chết hẳn trong lòng anh. Huy nhắm mắt lại. Chàng nghe tiếng pháo nổ lớn hơn. Dây pháo dài dữ. Tiếng pháo đùng nổ chát chúa. Khói pháo thơm tỏa ra khắp trên đầu mọi người, như niềm hạnh phúc, những mảnh hồng vuông vãi. Hết tập 4. Còn tiếp.